bãi tắm Bãi Cháy Đào nằm cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 22 km về phía đông nam, gần đảo Cát Bà. Đây là một trong những bãi tắm đẹp nổi tiếng của du lịch Hạ Long. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, bãi cát trắng mịn, nó có tên Bãi Cháy Đào bởi ở đây có 3 bãi cát hình cánh cung trắng mịn ôm trọn lấy những quả núi trông xa như những trái đào. Cũng giống như rất nhiều địa danh khác của Vịnh Hạ Long hay Vịnh Lan Hạ của Cát Bà, bãi tắm Bãi Cháy Đào cũng gắn liền với một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nàng Tiên Út, con gái út của Ngọc Hoàng, với chàng ngư dân nghèo khổ. Nàng Tiên Út đã lấy trộm 3 trái đào tiên cho chàng trai ăn để hai người có thể sống cạnh nhau mãi mãi. Nhưng thật không may, Ngọc Hoàng biết chuyện liền biến 3 trái đào đó thành 3 trái núi và bắt nàng tiên quay về trời. Vào những ngày nắng đẹp, nước biển ở đây trong xanh với mức tới mức du khách có thể nhìn đến tận đáy. Bãi tắm Bãi Cháy Đào thì khá nông so với nhiều bãi tắm khác, đôi khi nước chỉ cao đến đầu gối. Cùng với những đảo đá vây xung quanh, du khách có thể thoải mái tắm bởi nó khá kín gió và rất an toàn. Không chỉ thỏa thích hòa mình trong dòng nước mát, du khách còn có thể ngắm nhìn những hình thù kỳ lạ đẹp mắt trên những vách đá. Đặc biệt hơn nữa, trên các núi đá có rất nhiều loại thực vật khác nhau, có cả những loài hoa dại với màu sắc rực rỡ, tạo lên một bức tranh phong cảnh thiên nhiên vô cùng sống động, sặc sỡ. Du khách đến đây muốn tắm biển thì nên chọn lựa thời gian cẩn thận, phải tìm hiểu kỹ lịch nước lên, bởi vì khi thủy triều dâng cao, toàn bộ bãi cát sẽ bị nhấn chìm trong biển cả. Trung bình du khách chỉ có thể tắm 2 đến 3 giờ một ngày. Hiện nay, bãi tắm Bãi Cháy Đào là một trong những điểm du lịch Hạ Long của Quảng Ninh lý tưởng, hay cũng là điểm du lịch ở Cát Bà, Hải Phòng tuyệt vời, mà rất nhiều du thuyền chọn đây làm bến dừng chân cho du khách muốn đến tìm hiểu và khám phá, cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị thư giãn tại đây như tắm biển để hòa mình vào làn nước mát trong lành, chèo thuyền kayak, tắm nắng và khám phá những hang động, những cung đường rất tuyệt vời xuyên từ bãi tắm này qua bãi tắm khác trên Vịnh Hạ Long.